liên quan vụ án tại tập đoàn FLC đề nghị truy tố 51 bị can. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C01 vừa chuyển toàn bộ số hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đề nghị truy tố 51 bị can trong vụ án hình sự liên quan công ty cổ phần tập đoàn FLC. Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực và lãnh đạo Bộ Công an, C01 đang điều tra xử lý vụ án hình sự về tội thao túng thị trường chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FLC, công ty cổ phần chứng khoán BOS, công ty cổ phần xây dựng Faros, các công ty liên quan thuộc hệ sinh thái của công ty cổ phần tập đoàn FLC, sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, vụ giám sát công ty đại chúng thuộc ủy ban chứng khoán nhà nước và trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam do Trịnh Văn Quyết nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn FLC cùng đồng phạm và các cá nhân thuộc cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực chứng khoán thực hiện. Kết quả điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán từ ngày 26 tháng 5 năm 2017 đến ngày 10 tháng 1 năm 2022, quyết chỉ đạo Trương Thị Minh Huế, em gái quyết cùng đồng phạm mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để Huế thành lập công ty mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng nhằm quản lý sử dụng thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với năm mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Khi giá cổ phiếu tăng, theo chỉ đạo của Quyết, thuế bán cổ phiếu ra thị trường thu lợi bất chính 723 tỷ 322 triệu 534.069 tỷ đồng. Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từ năm 2014 đến tháng 9 năm 2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân là lãnh đạo nhân viên công ty Faros, các công ty thuộc tập đoàn FLC, người thân họ hàng đứng tên làm cổ đông góp vốn, thực hiện các thủ đoạn lập và ký khống hồ sơ vay vốn, nâng khống 3 triệu 102 tỷ 488 triệu 917 818 triệu tỷ đồng, vốn góp vào công ty Faros, làm tăng vốn điều lệ của công ty từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng sau đó tạo lập hồ sơ đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán chấp thuận đăng ký công ty đại chúng, đăng ký lưu ký chứng khoán và niêm yết 430 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống của công ty Faros tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi niêm yết cổ phiếu của công ty Faros trên sàn chứng khoán từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 3 năm 2022, thời điểm bị khởi tố tạm giam, Quyết cùng đồng phạm đã bán 391 triệu 155.480 cổ phiếu được hình thành từ vốn góp khống nắm giữ tại công ty Faros, thu được 4.818.233.165.700 tỷ đồng, trong đó chiếm đoạt 3.620.722.083.518 tỷ đồng của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán đối với hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán. Quá trình điều tra, ngoài các cá nhân có hành vi giúp sức cho quyết thực hiện hành vi phạm tội, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành điều tra làm rõ sai phạm của các cá nhân thuộc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đăng ký công ty đại chúng, lưu ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu, khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán quy định tại điều 356/209 của luật hình sự năm 2015 hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố 51 bị can gồm 21 bị can bị khởi tố về tội thao túng thị trường chứng khoán 31 bị can bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 4 bị can thuộc sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015. 3 bị can thuộc vụ giám sát công ty Đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam bị khởi tố về tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán. Ngày 24 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 5 để chuẩn bị đưa ra xét xử trong thời gian tới.